Ôi, một con ra ngoài, hai con ra ngoài, ba con ra ngoài. Hành trình chinh phục cá lóc Việt Nam tại Kiên Giang. Chào cả nhà nha, lại là em An đây. Thì hôm nay em An sẽ có chuyến hành trình là di chuyển gần 800 km cả nhà ơi, để chinh phục cá lóc tại Kiên Giang nha. Và tính ra thì em An đã đi được 2/3 chặng đường cả nhà. Em An đã đi được 38 tỉnh thành rồi. Và hôm nay thì tiếp tục sẽ đi chinh phục cá lóc Việt Nam tiếp ha. Hôm nay thì em sẽ sử dụng một con máy mới về luôn em ơi. Đây là máy Yamato của Mega cả nhà. Con này có giá là 600k nha. Dây là dây Bunkin cả nhà. Dây Bunkin, dây HPA Bunkin nha. Sắp tới em sẽ ráp mắt mẫu dây này, đúng không? Mồi hôm nay em sẽ lựa chọn để đi câu đó là mồi HPA Fox 2024 nha. Và mẫu HPA V1 nữa nha, mẫu nhóc nha, hai mẫu này. Rồi, cả nhà cùng theo chân em An nha. Giờ em An sẽ di chuyển lên Bình Dương để hội ngộ cùng với anh Sơn. Sau đó hai anh em sẽ bắt đầu di chuyển xuống Kiên Giang để đi câu. Hiện tại thì em đang có mặt tại Bình Dương nha, đang có mặt tại nhà của anh Sơn. Thì tí nữa hai anh em sẽ di chuyển bằng ô tô và di chuyển khoảng gần 300 km nữa sẽ tới U Minh Thượng ha. Bây giờ có một điều khá là thú vị đây cả nhà ơi. Trước này anh Sơn ảnh có câu được một con cá lóc ở dưới U Minh. Đó, hồi đó anh câu mấy ký anh? 2.2 kg. 2.2 kg. Ảnh làm một cái bể để nuôi cá cả nhà. Nhưng mà ảnh thấy là nó một mình nó cô đơn quá. Nên bây giờ ảnh quyết định là sẽ cho con cá này về lại U Minh ha. Giờ có khi nó lên 3 kg không anh? Anh sợ nó gầy đi ấy, nó chỉ còn 2 kg thôi thì có ấy. Dạ. Chứ nó không được lên được đâu. Đây cả nhà, ảnh phải cho nó ăn cá trê nè. Rồi nói chung là cá chép các thứ. Xong rồi nếu bình thường ở nhà thì anh sẽ cho nó ăn nhái nữa. Giờ cũng xem con cá nó to cỡ nào ha. Em nghĩ 2 kg hơn thì cũng to lắm á. Cái con này anh câu trong cái trường hợp nào anh? Lâu chưa anh? Anh câu ở trong cái trường hợp ấy là trong một chuyến. Dạ. Đi cùng với Nguyễn Tranh. Dạ. Đi cơ ở U Minh Thượng. U Minh Thượng. Năm 2022. À, 2 năm rồi anh ha. 2 năm rồi. À, 2023. 2023. Ừ. À, hôm đấy là câu được con này là tại chỗ luôn ấy là 2.2 kg. Yeah. Đem về nuôi một thời gian nhưng mà thấy nó buồn quá. Nó có một mình nó thấy nó buồn. Nên quyết định là thôi. Đây, em đây rồi. Cho vô luôn anh, cho luôn. Cho luôn hả? Dạ, luôn. Còn nó nhảy tội. Đây cả nhà, nó to ha. Quá đã. Ui, đã chưa. Đúng, nuôi lâu nó đẹp anh ha. Đây. Đẹp ghê chứ. Quá đẹp luôn. Anh cái gì cũng cầm luôn nha. Rồi, lúc ảnh câu về là 2.2 kg nha. Giờ anh kêu là nó ốm đi rồi đó. Chắc cỡ tầm... Nó ốm đi nhiều. Gần 2 kg anh ha. Ừ. Ốm đi nhiều nhưng mà cái đầu nó vẫn to. Đầu nó to. Thì em đo con này xem mấy gan. 1 2 chắc cỡ 2.5 kg. 2.5 kg. Rồi. Khi nào xuống là quay clip thả luôn. Chỉ khoảng 150 cây số thì hai anh em đã có mặt tại địa phận tỉnh Đồng Tháp rồi nha. Giờ bắt đầu nghỉ ngơi ăn cơm ha. Nghỉ ăn cơm xong rồi tiếp tục đi khoảng 130 cây nữa là mới tới U Minh nha.
thì hai anh em đã có mặt tại U Minh rồi cả nhà. Phía bên kia mang là cổng U Minh rồi. Xe mấy anh em thì vào đây ngắm tí, tí nữa chạy ra sẽ thuê phòng trọ nha và set up coi vé như thế nào. Tí em quay cho cả nhà xem tiếp. Hiện tại là lúc đi là lúc 9 giờ sáng anh nhỉ? 9 giờ sáng. Và giờ là 5 giờ chiều nha, 5 giờ chiều mới có mặt tại U Minh. Còn nếu mà tính hành trình đi của em mang là từ 7 giờ 30 tối là em mang đi hết một ngày một đêm á. Đó là một ngày, chính xác là một ngày một đêm luôn. Là em đang có mặt tại U Minh. Đến bến thuyền là sau cây cầu này. À. Nhưng mà anh là sẽ phải để xe ở cái nhà xe này. Dạ vâng, để xe ở nhà xe này. Ừ. Để xe bên đấy. Đây là khỉ rất là nhiều luôn nha, đây là khỉ rừng nha. Nó sợ anh ơi. Đây cho quả thanh long rồi. Ui, bên kia cũng có, quá trời luôn. Nhiều lắm. Đấy, ổng cầm quả thanh long kìa. Con leo cây mang mình luôn. Ừ. Đây đang bế con nhỏ này. Mà tính cho con đấy mà nó sợ, nó cứ nhát, nó chạy đi. Dạ. Yeah. Đây thanh long leo cây đây. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tại vườn quốc gia. Săn bắn bẫy chích. Đây, các loài động vật nghiêm cấm này. Bồ nông chăn xám này, điên điển này, mèo cá này, có tê tê nữa này, hạt cổ trắng, dơi ngựa lớn, cầy vòi hương, mèo rừng, rái cá, rái cá vuốt bé, rùa 3G, rùa răng, rái cá lông mũi, trăng gấm, ôi hồ, kỳ đà văn. Khá là nhiều động vật quý hiếm ở trong rừng nha cả nhà. Cái con mà cho nó ăn thanh long thì nó đang leo trên mấy nhà cả nhà. Khỉ ở đây là khỉ rừng 100% nha. Khỉ từ rừng ra cả nhà. Do mình cho nó ăn quen cái nó ra đây nó chơi với mọi người luôn nha. Rất là nhiều luôn. Một cái quan cảnh rất là hay tại U Minh Thượng ha. Rất là tuyệt vời luôn. Cảm giác mình đi nó dân dã. Khi mà tới cổng U Minh Thượng rồi á, mà nếu mà anh em hoặc là các bác nào mà muốn nghỉ ngơi gần để mình câu luôn á, thì mình có thể liên hệ bên nhà trọ bên này nha. Có nhà trọ cho cả nhà mình ngủ ở đây luôn. Để em xem thử là anh Sơn sẽ liên hệ xem thử là giá cả như thế nào, phòng ốc ra sao nha. Còn như đội của em thì có anh Chanh là anh gọi điện trước, đặt trước rồi. Thì giờ hai anh em chỉ vô nhận phòng thôi. Đây là cái dãy phòng trọ mà mấy anh em sẽ nghỉ ngơi tối nay ở đây nha. Nó cũng khá là nhiều dãy đó. Một phòng thì ngủ được 3 người. Giờ thì bắt đầu hai anh em sẽ chuyển đồ vào trong. Đây là phòng nghỉ cả nhà. Nói chung là nó cũng... không thấy điện đài nó trơn ta. Cũng đủ cơ bản phục vụ cho anh em mình dân câu thôi. Không phải là như ngoài khách sạn ngoài kia. Rồi. Đi vào đây. Chiều giờ là hai anh em quên mất rồi nha. Quên mất cái vụ con cá này. Bây giờ sẽ thả cá nha. Thả cá. Rồi cứ thả lại đây anh. Được rồi. Con này là con cá to nhất của anh ở U Minh luôn đúng không anh? Đúng rồi. To nhất của U Minh. Con này giá trị là 10 củ hả? Con này giá trị 10 củ. Cái này là em mang nó thật cái nhà, không có đùa đâu. Con này là hồi trước ảnh câu là bị sao anh? Hồi trước anh câu là bị sao? Trước câu ấy là 2 ký 2. Dạ. Ý là bị sao mà mắc mười mấy củ? Bị ghẻ. Dạ. Do là phải lội ra ngoài mới lấy được nó vào. Khi mà dính nước ở rừng U Minh ấy thì về là không quen nước nên là bị ghẻ khắp người luôn. Bắt con cá nhưng mà sau khi đi chữa ghẻ là hết mười mấy triệu luôn nha. Đấy. Nên là giá trị con cá là mười mấy triệu đấy. Nên bây giờ là quyết định là thả lại thôi. Được, thả đi, thả về rừng. Thả về rừng nhá. Thấy anh em nào mà câu được cái con cá mà nó có một cái vết thẹo ở giữa này. Đấy, là con cá của anh Sơn thả nha. Có gì anh em nếu mà thấy quý thì thả lại, thêm lần nữa càng tốt. Đấy, anh em nào mà nếu mà thả con này về lại thì em sẽ có quà cho anh em nha. Nếu mà anh em câu được cái con giống như thế này. Rồi thả đi anh.
Thả nhá. Đây nha, một cái đoạn kinh lớn của rừng U Minh. Quá tuyệt vời anh ơi. Mới đi thả con cá. Cá không hả? Con cá trước anh câu 2 ký hải ở đây đó. Dạ hả? Hôm nay anh mang xuống anh thả lại đấy. Đây, anh Chanh mới tới luôn cả nhà ơi. Chanh mới tới luôn. Anh thả luôn. Hôm nay anh mang đúng đến tận đây. Chào mọi người luôn nha. Anh Chanh thì đi xe máy. Đi 8 tiếng hồ. Đi được mấy giờ anh? 10 giờ quá. 10 giờ. 9 mấy 10 giờ vậy? 10 giờ bây giờ là em coi coi. 10 giờ là 6 giờ. 6 giờ 10 mới tới. Wow. Mệt phết. Mới hỏi giá của anh Chanh báo là 150 một phòng. Một phòng thì mình có thể ở được 2 đến 3 người thoải mái. 150. Còn tiền vé thì để ngày mai em hỏi tiếp. Bây giờ là hơn 4 giờ sáng rồi cả nhà ơi. Em đang rất là háo hức là đi câu luôn nha. Chung là mấy anh em chia sẻ kinh nghiệm là mình phải dậy sớm để mình ra mình mua vé đầu tiên nha, thì mình sẽ được vô trong láng sớm nha. Và thường thì ở trong này là một lần là có cả 100 cần thủ đi câu luôn. Nên mang tí nữa em sẽ ra ngồi xem từ sáng hôm nay thì mình có thể gặp được bao nhiêu cần thủ ở U Minh Thượng ha. Rắn cái gì cả nhà. Mình để cái túi ra ngồi á. Coi con gì nữa. Ở đây biết rắn gì đâu. Đây. Kinh chưa đi. Rồi lóc nhóc rồi rồi kinh chưa. Đấy. Đây, ai biết rắn gì chỉ em nha, không biết có độc không, ghê quá. Có màu thấy ghê rồi. Hello, xin chào các idol. Sáng ra là em mang tưởng tượng là đứng ở xếp hàng một khoảng 100 cần thủ rồi nha. Mà sao sáng nay thấy quá không giống như quảng cáo gì hết trơn. Mấy anh em này thì chắc mới tới sáng nay hả? Mới tới anh. Lần đầu trải nghiệm đi U Minh Thượng nên em khá là bất ngờ cả nhà. Tiền vé câu là 300k và tiền đi xuồng là 1,5 triệu một chuyến đi cả nhà. Là một ghe á thì cứ sẽ chia đầu người. Ví dụ như team em hiện tại đang là 6 người thì mỗi người sẽ là 250 nha. Tổng tiền vé câu ngày hôm nay của em mang là hết 550 tiền vé câu nha. Và kinh nghiệm của mấy anh em chia sẻ là để xếp hàng sớm thì mình sẽ đậu xe ở phía trước cổng nha. Chung là đậu xe từ tối hôm qua. Và sáng hôm nay thì được dành tài 1 nha. Tài 1, tài 2, tài 3. Có khi là chục tài thì anh em phải đợi tới khi là 7, 8 giờ sáng thì mình vượt vô trong kênh câu. Nên là chuyến này may mắn là rất là ít khách nha. Nên là em mang được đi tài số 2. Tài sẽ chở mình đi khoảng... Khi vào trong thì tài sẽ chở mình đi khoảng mấy cây số nữa nha. Mới đến trong láng để câu ha. Sau khi đến nơi là giờ mấy anh em sẽ lấy xuồng đi câu nha cả nhà. Bây giờ anh em ai câu ở đâu thì câu nha. Ủa đòn kia cũng dừng đây luôn hả ta? Dạ đúng rồi. Đánh ở đây không mà đánh chặt lắm anh ơi. Ờ. Đông đông vui sao? Lâu quá không đi xuồng kiểu này không quen anh ơi. Bữa đi máy chèo lâu quá không trống kiểu này không quen luôn á. Đi cảm giác nó lạ lẫm lắm. Giờ mang bắt đầu ra cần câu rồi nha. Mấy anh em giờ đã chia nhau hết rồi. Mới quay lại là mất tiêu hết rồi anh em ơi. Giờ chỉ còn ở đây thấy mấy anh em thôi. Nhưng mà sẽ ra cần nha. Hên là cái xuồng này nó dày cả nhà. Em có tưởng cái thùng composite xích hồi trước em đi là đi không được luôn á. Mà lâu quá trống cũng không quen. Nay đi câu chống xuồng mệt lắm anh em ơi. Chống xuồng rất là mệt nha. Ui, tới nào nhìn đống rác này mệt hơn anh em ơi. Mà anh em hút thuốc rồi uống nước ngọt xả rác đầy hết. Trong khi cái ghe thì cả bá biển luôn không bỏ lên. Nhìn là thấy không được mắt rồi anh em. Khu vực này thì thực sự là nó quá lớn đi anh em ơi. Em thì không biết là câu ở đâu luôn. Giờ em cứ cặp xuồng ở đây cả nhà.
Em cứ theo thói quen là mình đánh làm sao cho nước nó không có bị động đậy, không có im mà được nha. Bên kia em thấy cá táp này đó. Anh em để ý câu mà trong quá trình câu mình để ý là một là cá thở, hai là cá táp, ba là những cái luồng đẹp thì mình sẽ câu trước nha. Và câu làm sao mà cho nước không bị động là ok. Nhưng mà em sẽ câu chỗ này trước, tí nữa em sẽ qua cái bụi chỗ gõ bên kia này cá táp nha. Rồi ok, câu đây nha. Biết là cá nó chịu ăn không? Câu thử nha anh em. Thế em đứng thì hiện tại cũng hơi khó ném đấy. Nhưng mà sẽ câu từ từ lên nha. Đó, táp anh em ơi. Con đầu tiên nha. Con đầu tiên. Hơi bé anh em ơi. Em không nghĩ là cá U Minh bé gì đâu. Đây anh em con đầu tiên này. Đi thui. Mồi HV nha. Bú bình anh em ơi. Cái này tí mình bỏ vỏ, tí nữa mình sẽ gom cá lại và thả sau. Chứ cái dòng mấy dòng này thì không bắt cả. Mà cứ gom lại xem thử hôm nay câu được nhiêu con ha. Đầu tiên em câu được con cá ở U Minh nha cả nhà. Điện thui, đúng như lời đầu nè. Cá đen mun luôn. Rồi vô vỏ. Cho miếng nước nè. Cho xong. Đấy. Đấy, vẫn theo. Đâu phải là không thấy mồi đâu anh em. Nó cứ rượt theo nhưng mà nó không tắp. Chứ nếu muốn ăn là nó ăn liền nữa. Cho nó cơ hội một xíu thôi nha. Chứ em ăn không rảnh mà theo mấy con bé 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 này đâu. Rồi ăn rồi anh em ơi. Ui. Ui, cuối cùng lên anh em ơi. Cứ để ý cá táp tao câu đó nha. Con thứ ba. Con thứ ba nha. Cá U Minh đen thui vậy đó. Nhìn xấu hài thiệt. Quýnh phải chục đường mới ăn anh em ơi. Theo là như hai ba cái rồi. Ui dồi. Con thứ ba trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Mình bé quá. Kiểu như nước lớn quá anh em. Nước lớn quá thành ra cá nhỏ nó ăn không à. Cá lớn nó trốn đâu hết trơn không ra. Không biết ở đây có anh em mà giống em ăn không. Thì câu là phải con lon bò hút nha. Mệt rồi con lon bò hút có chịu nổi. Chứ không là yếu. Yếu đuối liền. Quất. Quá đã luôn nè. Anh em điều mình là cái mùa này là cá đẻ khủng khiếp luôn. Một đàn cái này chắc phải mấy ngàn con. Quá trời cá luôn nha. Nhưng mà ăn thì không có câu cái mấy cái bầy lóc đen nhỏ nhỏ rồi đâu. Nếu mà gặp lóc bông thì em câu. Chứ nhìn bầy nhà đông rồi anh em. Chứ cá bố mẹ chắc cỡ con chừng cái không. Đây nãy giờ sáng giờ gặp hoài luôn anh em. Đi đâu cũng gặp. Sáng gặp mười mấy hai chục bầy rồi. Mà những cái còn câu gì mất công. Giờ là chơi di chuyển theo bằng ủng nha anh em. Ủng nhựa nha. Này. Nhìn cạn cạn nhưng mà lội phát tới đầu gối không anh. Rồi câu thử nha. Chứ đi xuống mệt quá. Nhưng mà bắt đầu quen với xuồng là trống ok rồi. Nhưng mà mỗi lần qua tới khúc mà có mấy cây ngang anh em ơi, đi không nổi luôn. Ui, Hugo. Không thấy nó táp luôn. Ôi. Ôi. Nặng quá anh em ơi. Có sảy là sao vậy? Còn. Nãy giờ mới thấy cá bự anh ơi. Năm lạng rồi. Em đang nhìn anh luôn từ những cái dây nó trùng trùng. Đây em biết mà. Cái chỗ mà cái chỗ mà có một bình nhiều anh em ơi, mà có Hugo này. Con này cũng được không, con này có 4 lạng. Chứ được 5 lạng đó. 4 lạng anh em ơi. Mùi HV nha. Đấy. Quýnh câu lóc từ cỡ này chứ. Cái con nãy. Nó từ cái không. Chán thiệt.
Được cái này phê em ơi. Ui táp cái này sao mà thấy được. Em không thấy nó, không thấy nó ăn luôn. Đang nhìn chanh kia, nó quất luôn. Đấy, cái đầu dây cái đóng. Rồi con thứ tư nha. Để tạm đi, tí nữa chiều thả phải hết. Yên tâm. Cá em bắt cá lớn, cá lớn không bắt. Cá gì mà chút xíu à. Ô. Như vậy. Rồi. Hồi nãy này lấy cái kìm kẹp cá gỡ sao bung mất mồi lên em ơi. Quay lại kéo còn cái lưỡi không à. Câu đầu thiệt chứ. Làm sao? Cái gì cho mồi mang đâu thiếu đâu. Anh em ơi. Bật luôn. Hồi nãy kéo anh em ơi, kéo cái nó lúc gỡ con cá kia kìa. Chắc mình xoáy mà không để ý, mình xoáy nó bục đó luôn. Giờ lấy con khác câu. Không sao hết. Nhà bán mồi mà. Cái này chắc bữa này hô nhiều quá nó giãn rồi. Móc lại xíu rồi. Em ru, người con cá táp gì em ơi. Chín đi em ơi. Trời ơi. À cá nhỏ mà táp ghê thiệt. Này. Trời ơi, em tưởng là con chắc phải ký luôn. Ra làm cái đùng hết hồn luôn. Wow. Có 5 lạng chứ mấy. Em thấy không? Làm cái đùng. Ôm thêm cục rong nữa anh em. Trời ơi. Cá nè anh em. Trời ơi. Làm cái đùng. Lên bờ. Con thứ 5 anh em. Con thứ 5 này. Ui táp dính khỏi sảy luôn em ơi. Táp dính khỏi sảy luôn nha. Trời đất ơi. Làm thấy ghê vậy. Khả năng là em con mồi nhỏ quá, cá nó chê sao anh em ơi. Chắc chuyển sang mồi lớn quá. Đây. Thành quả sáng giờ 5 con. 5 con này chắc phải được 5 con này cỡ 5 con cỡ 1 ký 3 này, ký 3 nha. Quá đã luôn. Ui, ngồi lên em ơi, HPA nha. Em thấy nó nhảy lên em vẫn đóng, em vẫn dính. Táp là chết. Nhảy buôn kinh nha, khỏe phết. Đánh ổn áp. Quá đã luôn em phê. Nãy giờ câu bằng mồi HP Phốc 2024 nha. Con này là 3 xăng 7 gram nha. Giờ em mang sẽ đổi sang mồi HVA màu nhóc này. Nhóc thì chi em, nhóc cái bắt cá lớn nha. Nãy giờ như khuya muốn mồi nhỏ cá nó ăn. Rồi, này kẹp cái kim mạnh quá giờ nó. Giờ em mang sẽ chuyển sang đánh mồi lớn nữa nha. Em mang sẽ chuyển sang đánh mồi HVA nha. Mồi nhấp nha, nó bắt cá lớn chứ không bắt cá nhỏ nữa. Hình như em đánh con kia cá nhỏ đang hoài lắm, khó chịu đâu. Cá lớn nha. Lên hàng tiếp anh em ơi. Đây. Mồi to nhưng mà vẫn bắt cá nhỏ bình thường nha. Nhưng mà có tưởng Hugo chứ. Báo cá tiếp nha anh em. Con thứ 6 nha, câu bằng mồi HVA V1 nè. Trên này nó vẫn bị mấy cái con ký sinh trùng nha. Vẫn bị mấy con ký sinh trùng, mùa mưa này là nhiều lắm. Nốt con cá lớn không được.
con thứ 6. Con này thì bé anh em ơi, bé nhưng mà táp không xảy được anh em, nó vừa cái mồm luôn mà. Em cho thêm tí nước nè, sợ cá nó ít nước quá, nó chật anh em, nó chật chội nè, 6 con luôn mà. Cho thêm ít lá bèo cho mát, mát cá nha. Rồi ok, làm nó đi, trưa tổng kết ta thả sau nha. Nhỏ cho to là táp chín rồi. Con thứ 7 anh em ơi. Yeah. Quá đã luôn. Con thứ 7 nha. Ui, sao kêu chơi mồi lớn quýnh cái lớn mà sao càng càng nhỏ vậy ta? Mồi lớn quấn cá lớn mà sao càng ngày càng nhỏ anh em ơi. Đây, đánh mồi nhỏ xíu á thì sợ dính cá nhỏ, đánh mồi lớn dính cá nhỏ không. Giờ mình tính, mình tính đi bé, anh sẽ cho bé ra. Quên có cái kìm đẹp lịch sự nha, mới thấy cái kìm đéo. Đây kìm lịch sự thì không lấy, không kìm đéo mới sao bán được hàng. Làm miếng nước nè, tưởng sảy rồi chứ. Cái này nhỏ quá mà, tám con rồi nè. Chưa bấm máy à? Trời ơi, lên cá bây giờ chưa bấm máy luôn. Dính nữa anh em ơi, mới lên cá chưa kịp bấm máy liền. Nếu mà dính nữa. Trần ơi. Trần. Trên này ăn mạnh nè, trên này đang ăn mạnh nè, dính nữa rồi nè. Con thứ 9 này đang có bắt gặp bài ông hết hồn luôn em ơi. Này tại sao nó bay một bài siêu to khổng lồ luôn kìa trời. Còn trắng em ăn không ạ? Em ăn vừa di chuyển tới một cái bãi khá là đẹp anh em ơi. Đây đi bộ qua xong nha, bỏ thùng bên kia luôn, đi bộ qua. Hồi nãy mới lọt hố ở đây cả nhà nên là không sao, nhưng mà nghe anh bảo nước này ngứa lắm. Anh Sơn là mất mười mấy triệu chị ghẻ rồi anh em ơi, không biết em có bị không, hy vọng là không bị nha. Rồi câu thôi, tự nhiên có góc này cũng đẹp quá anh em ơi, nhưng mà quan trọng là anh em phải ném xa nha, ném xa nó không có bị bập bập như nãy em mang ném á. À, được, em mang ném còn đang bị bỏng một cái đó, ném phải không bỏng cơ. Lên một xíu nữa nha. Ui, cá thở anh em, cá thở giữa đây. Bóp chặt. Bóp hai chúng. Bóp.
xảy rồi? Kỳ ta, kỳ vậy? Trời đất ơi, hay là bé quá. Ôi, chắc chắp chúng thiệt rồi, không thua. Không ai thua. Chín luôn em ơi. Rồi rớt xuống táp luôn nha. Con này bé. Úi trời ơi. Ôi trời ơi. Tiếp tục báo cá rồi nha. HPV1 nha. Con thứ 10 nha. Con thấy 10 tại U Minh Thường rồi cả nhà ơi. Ok. Cái dãy này còn nhiều cá lắm. Nhưng mà họ chưa thấy cá to thôi. Thôi, em mang lấy vỏ đựng cá ha. Để đi. Dính này đâu có xảy được đâu anh em. Cầm hai lưỡi này đâu xảy được đâu. Táp rồi tự dính luôn. Ôi, mệt quá anh em ơi. Lâu lâu được bữa xách cá nha. Con thứ 10. Hên là nước nó vẫn ấm áp, nó vẫn êm anh em ơi. Nó chưa có nóng lắm. Chưa tới nơi mà nóng quá thì em thả hết. Mất công chết tội nó. Giờ để thành phẩm nó chụp hình rồi cho vui mà. Này, giờ kiếm cái lỗ này em nhét vào là nó không có chết nha, mát á. Con thứ 11 luôn. Trời ơi, cái thóc. Trời ơi, cái thóc. Quá đã anh em ơi. Táp bùm. Hà là còn đóng dính. Con thứ 11 của em mang rồi. Quá đã. Thì hơi bé anh em. Nhưng mà em không hiểu sao là cá ở U Minh đó cả nhà ăn rất là khỏe luôn nha. Như táp to hăm dọa mình như vậy mà. Con nào cũng lấy táp. Con thứ 11. Chưa ăn mà cứ dính vô cái mồi dưới thì làm sao mà xảy được anh em. Ui ôi, quá nhiều cá. Chắc em đang sẽ thả bớt anh em ơi. Thả bớt thôi chứ nhiều quá. Thả đi. Câu giải trí mà. Thả nha. Giờ em mang sẽ mang thả về lại nha cả nhà. Chưa xách nặng quá, lười xách quá. Thứ hai nữa là trời chưa nắng rồi nha, em sợ nó chết cái gì hết trơn. Chết tội, ăn thì mình cũng không ăn cái cá lóc rồi. Giờ đổ ra đây coi thử bao nhiêu con nha. Em nhớ không nhầm là 11 con á. À, 6 con là bằng mồi HVAV1. 1 con là bằng mồi HVAV. 5 con. 2024. Tính là con này nãy giờ câu cá bự không? Còn con cá nhỏ không? Quýnh mồi nhỏ lên cá bự, quýnh mồi bự lên cá nhỏ. Đây anh em đổ cá xuồng nha. Cá xuồng xong rồi em thả nha. Để giữ sân chơi cho anh em ở đây. Cái nhỏ bắt làm gì. Ôi. Một con ra ngoài. Hai con ra ngoài. Ba con ra ngoài. Bốn con ra ngoài.
5 con ra ngoài nè, 6 con ra ngoài nè, 7 con ra ngoài nè, 8 con ra ngoài nè, 9 con nè, 10 con nè. Ủa đâu mất 1 con nữa rồi ta? Chắc nhảy hùm nào rồi anh em ơi. 10 con, 11 con. Thả nha, chứ không em để nó cũng chết vậy. Còn con nào dưới đây không? Ở đây, trốn đây anh em ơi. Đúng là 11 con mà. Đây, thả luôn nha. Ăn mau trống lớn nha. Hẹn gặp lại mày những lần lên sau. Anh em nào mà thấy mang thả cá mà có chửi em mang thì mang cũng chịu thua nha. Tại vì cá nó bé quá anh em ơi. 5 lạng đổ về thực sự là ăn nó cũng không đáng bao nhiêu. Thả lại cho nó lớn. Còn anh em ai câu thì câu nha, ai bắt thì bắt, em không quan trọng đâu. Nói vậy em không quan trọng, em không có bắt người khác là phải thả giống em. Nhưng mà cái đam mê em xưa giờ rồi. Cá lớn thì dù mình đói quá bắt con 7 lạng ký ăn chơi thôi. Cái nhỏ này em thả hết nha. Ok anh em, rồi tiếp tục câu nha. Anh em. Ui, tiếp tục con thứ 12 anh em ơi, phê. Con cá thứ 12 thôi. Sao mà nó nhỏ mà táp ghê ta, cảm giác anh cát. Cảm giác giống như là cá nửa ký vậy anh em ơi. Này, ngoài chút xíu à. Chắc mang cái giò đựng cá vào đây luôn quá. Hay thả luôn ta, mất công đựng quá. Thôi bắt nó đi, thả bên kia kìa. Ok, tới dồn lại thẳng lần cái đẹp này ha anh em ha. Con thứ 12 nha. Ok. Quá mệt anh em ơi. Không có nghĩ là U Minh Thượng nó nắng và nó gắt vậy luôn anh em. Mới có 10 rưỡi thôi mà nó không chịu nổi rồi. Tình hình này em sẽ vô tụ họp với anh em thôi. Nghỉ ngơi ăn trưa. Cái bãi này chắc là để hôm sau em sẽ quay lại câu bãi này tiếp. Tại vì chiều em muốn đi kinh nha, quýnh bông sự xem như thế nào. Đấy, hôm nay quá tuyệt vời. Em mang lên được 12 con cá lóc nha. Cũng đang bệnh thôi nè, cũng bệnh, uống thuốc vừa câu mà. Đang sử dụng cần 5 khúc nha, macro. Máy là Yamato. Máy này có rất ly cơ nên mà có 600k thôi mà nếm sao phết. Dây là dây Bunkin anh em ơi. Và mồi là HVA V1 nha. Còn mồi sáng em câu được 5 con nữa là mồi HVA Fox anh em, 3 xăng 7g. Được không ạ? Anh em nào mua máy câu bên em mang á thì bên em mang sẽ miễn phí vệ sinh máy câu cho anh em một lần. Nói chung là chợ cho anh em một lần á. Với máy trên 1 triệu nha. Như cái máy 600k thì em chỉ lấy 100.000 tiền vệ sinh máy câu thôi. Bạc đạn dầu mỡ thì em có hết đầy đủ rồi. Anh em câu mà các bạn vấn đề thì cứ gửi về em bảo dưỡng ok. Rồi, anh em mua hàng thì qua Zalo vừa mới mang là 0356163121 nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ em mang đi trốn anh em ơi, nắng quá chịu nổi. Đây. Nếu mà cái view này mà đi săn cá tập trung đánh những cái bãi mà mình cho rằng là cá ở nhiều thì nếu một ngày chịu khó bào. Nếu mà em mang đánh con mồi HVA Fox 3 xăng 7g thì em nghĩ là nó cũng phải rơi đầu 20-30 con. Tại vì cá nhỏ nhỏ nhiều lắm anh, ngón tay cá nhiều lắm. Nhưng mà anh sợ không dám đánh con mồi nó luôn mà. Đánh mồi lớn anh em, đánh mồi lớn để bắt cá lớn. Đây anh em, người ta có câu là ăn cổ là đi trước mà lội nước thì theo sau. Đây. Chính xác là không chặt con nào hết. Đây, giờ anh Tranh đi trước phá bèo ra. Cái màn ở sau em đẩy nhẹ cái là tới. Đó, phải re. Quá tuyệt vời luôn. Đúng không anh Tranh? Nên là ăn cổ đi trước lội nước theo sau.
Anh em chắc di chuyển cái đường này chắc khoảng 500 mét anh em ơi. Nhớ là xa lắm. Mà không nhớ là bao nhiêu mét nữa. Hên quá cả nhà ơi. Hai anh em mới đi ra tìm đám bông này. Mà cái mưa cái có cái trời nghỉ ngơi luôn. Hên quá. Quá đã luôn. Anh em nhà mình mà ai mà đi câu mà mùa này thì nhớ mang áo mưa theo nha. Cái dù nó càng tốt. Nó là mưa liên tục à. Anh Tâm người đang cắt xuồng luôn nè. Hên quá nhanh ha. Vô có chỗ nghỉ ngơi ngủ nghỉ luôn. Anh ở đâu xuống câu anh? Sóc Trăng à? 5 căn. 5 căn là ở Kiên Giang ở đây luôn hả anh? Cà Mau. Cà Mau à? À 5 căn Cà Mau. Để kiếm đây nè, nó có gì đâu. À, không không hả anh? Hạ chơi. Anh cũng vô sáng nay luôn hả? Đây anh câu được 3 con. Ủa, 2 con chứ. Được 3 con, thả là hả? Được 2 con. Đây có 2 con hả? Con ở đâu ta? Chắc nhảy ra mất con rồi. 2 con à? 2 con à? Giờ xuống láng hả anh? Về luôn. Sớm mà. Một góc nhỏ của rừng U Minh nha nha. Ui, cái này góc lớn luôn á. Đấy, ở giữa là nước nha. Nhưng mà ngập nước. Nên là nói về cá lóc thì thôi, bao la đi mày. Bên này là cái đoạn kênh. Wow, rộng mênh mông. Như Mang đang đứng trên chòi gác nha. Chòi gác rừng. Đấy, bên xa xa kia cái láng hôm qua. Mấy anh em đánh đó. Láng hôm qua đánh. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời anh em ha. Không khí tuyệt vời. Chỉ có điều cá không tuyệt vời thôi. Wow. Mấy anh em chiều nay đừng con này. Trong gần chục vị thần thủ. Ủa, chết hả? Chết hả? Chết rồi, cứng cứng đuôi rồi. Ồ chết rồi. Bé được không? Nhiều chết mà. Cong đuôi. Không phải cong đuôi chết mà cong đuôi hả? Cong mình mà. Cong mình. Cái thùng này nhỏ. Ôi, sao không lấy được ra vậy? Ra được rồi. Cái chết luôn. Cái cứng rồi mà. Cầm cầm cái đuôi luôn. Ôi trời, đẹp ghê. Uổng ghê không? Con này cũng gần hơn 2 kg rồi. Con này phải 2 kg mấy 3 kg chứ. Ừ. Chết rồi, cong đuôi chết 2 kg được. Thùng này có nó cong mình năm mấy à. Bẩm mà. Con cá hả? Một con nhiếc à? Con cá đen. Con đi không thấy luôn, chắc nó nhỏ quá. Anh tên gì? Anh Keo. Anh Keo hả? Anh ở đây luôn hả? Ở đây. Đây kìa, anh Keo này đi ngang qua kêu đây có cái bầy cá lóc nhỏ này. Này anh mới kéo con đường nó dội lên nó dí. Ui, thấy trời. Trời ơi. Quay cái dính luôn nè trời. Hay thiệt chứ. Quá hay luôn. Có ngày. Mà sao anh biết cái bầy đó dí đó? Sáng đi à, sáng anh đi anh gặp rồi mà anh câu không ăn hả hay sao? Câu đấy nó nhỏ mà không câu rồi bỏ đi vòng vòng. À. Nó quay lại. Rồi quay lại thấy câu tiếp. Hay quá trời luôn. Mới biết cái lót đèn trong người. Vâng. Trải nghiệm. Trải nghiệm được con cái lót đèn. Thấy con rồi anh? Mới con đầu tiên. Con đầu tiên hả? Ừ. Cả ngày nay hả? Ngày nay đó. Hay quá trời hay luôn. Dính con rồi à? Dính con cỡ 900 gram à? À. Hả? Yếu 900 gram cái. Mới táo được không anh? Ổ. Ổ. Yếu ký. Vinh còn yếu ký. Lọt. Yếu 900 gram cái.
Rồi. Chỗ này gió con cầu ở không? Cán cá nó tắt. Đó. Tắt tụt tụt đó. Nó tắt tụt tụt. Cá nhỏ. Cá nhỏ lấy đi câu bự ra câu. Để quá lại. Mất một con vậy nó khô hơn nè. Hết ăn đó. Cái bèm gọng cái gì ta? Gọng gì ăn nhâm 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 đó hả? Nè. Đó. Thấy không? Đó. Trên chỗ cục bèn này đi ra nhâm 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 đó. Ngày sáng có bèn rộng đây nè. Còn rí lắm. Có cục bèn này đi ra nè. Nhâm nhâm nhâm. Ui. Hay chưa? Văng lên luôn. Mở sáng giờ. Lưỡi câu cháu chụp nó ơi. Quá hay anh theo luôn. Nó ăn không hay luôn. Ừ, nghĩ nó, ủa sao thấy lên mồi lên bờ đâu mà. Tí là phái lưỡi câu mà dụ lưỡi câu cho chụp. Trời ơi, bờ nó phải chụp liền, nó đừng đến hết lại vuông. Cá này dán, nó cắn chữ ấy nè. Không phải giấu răng nè. Nó cắn mồi xong mình kéo lên luôn chứ phải cắn lưỡi đâu. Ừ. Thì có nhớ con không? Vì là đâu có móm. Vì là đâu có móm, chỉ có em với ai móm nè. Con nhớ. Con nhớ hai con liền. 5 phút hai con, 5 phút hai con. Hay quá. Hay cả nhà ơi. Ngày mai mình phát hiện một con đĩa. Là đĩa của U Minh Thượng nha. Đĩa U Minh Thượng nó khác với đĩa đĩa đồng. Đấy, nó đi mà cả gan luôn á. Trên xuồng này, kinh khỉ. Con này mình hút máu thì thâu luôn. Khỏi phải bàn. Ôi, phát hiện một con cá bông bạ ở đây nha cả nhà. Anh Sơn vừa bị nó táp xong. Kêu bị nó táp phát điến hồn anh em ơi, đứng bất động luôn á. Nhưng mà táp không trúng. Giờ mang sẽ bào thử nha. Chiều nay thì mấy anh em câu cá bông thì thất bại cả nhà ơi. Giờ bắt đầu em ăn với lại anh Sơn thì thu xếp đồ về nha. Thường thì anh em sẽ tập trung tại khu vực mà người ta chở anh em tới á. Lúc 4 giờ người ta sẽ đánh ghe trở về. Nhưng mà hiện tại anh em là đã đang chèo về rồi nên là đứng đây chờ luôn cũng không sao. Tí nữa sẽ có ghe chạy qua nha. Mày ông chạy riêng trước rồi. Tí nữa ông chạy về là ông đón hai anh em luôn. Còn anh Chanh thì ông phi đầu tích trên kia rồi. Chắc là ông lên láng luôn rồi. Giờ ngồi để đợi anh em ơi, trong quá trình đợi lên gom hết đồ đạc nha. Tí này sẽ chuyển lên ghe lớn, còn ghe này thì ổng sẽ kéo về. Đây cả nhà, cá của Bi nha. Bi Cà Mau. Này nó gần hơn 30 con nha. Ui dù, ba trời. Ui dù, nó nhảy nó còn kìa. Con nào lấy ký rưỡi. Con nào lấy ký rưỡi không. Đây, Bi Cà Mau. À mấy con luôn. Ai kêu bỏ trong đây luôn hả? Phục lỗ mà nó cỡ 10 con với anh. Ừ. Cá quá trời luôn mà. Hôm dưới ở bên đó là làm việc cũng ít người đánh. Đi cô hay đó. Đi cô ghê á.
Sải biết nhiêu luôn á. Đánh rồi thôi, anh không có giữ cá được tốt. Chiều nó mới ăn mạnh hả? Ừ, thế rồi. Nhưng mà sáng được nhiều không? Dạ. Sáng được nhiều không hay là chiều được nhiều? Sáng có 7 con à, buổi chiều em đánh một cái giáp một á là giáp một khúc là 10. Thế là chiều nay nó mưa nó mát trời nè. Rồi nó ăn mạnh nè. Mưa mát trời ăn mạnh. Đây là đoàn của mấy anh em Sóc Trăng với Trà Vinh vậy nha. Đây là cá của anh Vinh Ròm đúng không? Khám cá được không? Được. Mình cho bắt cá về không? Ôi ôi, quá trời cá luôn. Ừ, Vinh kìa. Mình biết mà, cái này là sở trường của anh mà. Đúng sở trường luôn rồi. Mấy con này anh, nay được mấy con? Chục con hả? Ừ. Chục con hả? Gần 20 sao cứ nhìn ít cứ đổ ra có mấy con vậy? Nằm trong kẹt á. Nằm kẹt hả? Mình mới biết con này gần 20. Của anh Nghiệp đâu? Ba con. Gì vậy? Giỡn cái thiệt vậy? Trời ơi, nay cá nó ăn như cái súng luôn mà có ba con hả? Nó ăn súng vậy. Súng bắn liên thanh mà. Anh Nghiệp hôm qua đúng bia anh câu cá gì đây? Trời ơi, người anh to mà anh câu cá chút xíu đây. Thiệt cái chứ. Thùng này của ai đây? Thùng này của ai? Đi đâu gặp mèo rộng chứ. Thùng này của ai đây? Bốn con không hả? Thùng của anh Đầy. Thông báo đâu? Thùng này của ai? Anh Đầy. Anh Đầy hả? Con này to rồi. Bao nhiêu con đây anh? 3, 6, 9, 10, 11, 12 con. 13 con, 14 con. 14 con, trời ơi, quá dữ luôn. Wow, này của ai đây? Lớn ghê ta. Trời ơi, có hung vô nè. Này, con nói được 6 lạng rồi, im rồi. Ừ, bên này còn cá lớn này. Bao nhiêu con đây của anh? Thuận, với đây Thuận. Lên Thuận à. Ui dồi, 6 con anh? 8 con. 8 con. 8 con. Hết chưa, còn ai nữa không? Đâu? Hết cá chưa anh? Đâu? Hết rồi đúng không? Cái cổ đây của ai đây? Đây nữa nè. Cái này nãy coi chưa? Nhiều ghê, ai cũng nhiều. Cũng Thuận có cá to, cá lớn. Thằng muốn chỗ nào cá lớn hay vậy trời? Đây của ai đây? 2, 4, 6, 8. Ui, ai cũng chụp gần chục con hết trơn á. Quá trời cá luôn. Quá đỉnh. Chanh mà hôm nay chị Quỳnh chanh nhiều lắm. Nãy sao mới được mấy con? 5. Một chuyến đi câu khá là thành công của em An, cũng như là rất là nhiều anh em cần thủ khác về mặt lóc đen. Còn riêng lóc bông thì em An chưa có duyên gặp cả nhà. Và em An cũng kết thúc video tại đây luôn nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em An. Hẹn cả nhà ở chuyến đi U Minh tiếp theo. Và hy vọng em sẽ lên được cá bông ở U Minh Thượng.